Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024, nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức chương trình gặp mặt tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Tham dự buổi gặp mặt tri ân tại Ninh Bình có 50 đại biểu đại diện cho 163 chiến sĩ Điện Biên và hơn 4.000 dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu hầu hết đều đã trên 85 tuổi, nhiều người sức khỏe giảm sút nhưng vẫn cháy bỏng nhiệt huyết, dạng người khí thế Điện Biên năm xưa, cùng nhau ôn lại những tháng ngày gian khổ, tưởng nhớ đồng đội, đồng chí của mình đã anh dũng hy sinh. 70 năm trước, với khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng, cùng với đồng bào và chiến sĩ cả nước, quân và dân Ninh Bình dành trọn mọi nguồn lực, công sức, đóng góp cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Còn tại buổi gặp mặt tri ân các chiến sĩ Điện Biên tại tỉnh Bắc Ninh hôm qua, 44 đại biểu đại diện cho hơn 400 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ của tỉnh Bắc Ninh đang sinh sống trên địa bàn tỉnh đã gửi gắm chia sẻ nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đồng thời động viên thế hệ trẻ ngày nay kế thừa tinh thần, sức mạnh đoàn kết, sáng tạo của chiến thắng Điện Biên Phủ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Buổi gặp mặt bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn vô hạn đối với những người đã có công lao đóng góp cho chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, bày tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tối ngày 25 tháng 4 tại quảng trường thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương tổ chức chương trình tuyên dương chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ 5 năm 2024. Tại liên hoan lần này, Ban chấp hành Trung ương Đoàn và Hội đồng đội Trung ương đã trao tặng bằng khen cho 200 chiến sĩ nhỏ Điện Biên xuất sắc. Liên hoan nhằm tăng cường giáo dục cho thiếu nhi những giá trị truyền thống lịch sử, ý nghĩa quan trọng của chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu. Một trong những sự kiện lịch sử của quân và dân ta đã trở thành một biểu tượng ngời sáng của ý chí quyết tâm và sức mạnh Việt Nam, giữ gìn và truyền lại cho các em những giá trị vô cùng to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ. Qua đó, biểu dương tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của đội. Đây cũng là một trong số hoạt động nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ của tuổi trẻ cả nước và hành trình Điện Biên Phủ khát vọng non sông. Sáng ngày 26 tháng 4, Ban chỉ đạo Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức phát động Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024. Tháng Hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2024 có mục tiêu thúc đẩy các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng quan tâm, thực thi nghiêm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở, thông qua các hoạt động cụ thể như cải thiện điều kiện lao động, rà soát, xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, đánh giá nguy cơ, rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị các cấp, các ngành, các doanh nghiệp phối hợp với tổ chức công đoàn, ngành lao động thương binh xã hội tích cực cụ thể hóa chủ đề tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng và đoàn kết công nhân triển khai nghị quyết. Các doanh nghiệp luôn trân trọng, quan tâm đầu tư xây dựng nguồn lực, chia sẻ thành quả với người lao động để nuôi dưỡng nguồn vốn quý, lực lượng tiên phong, trực tiếp trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tại lễ phát động, Ban tổ chức đã trao 8 suất quà cho công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Bộ Giao thông Vận tải vừa thông tin một số vị trí trạm dừng nghỉ và trạm dừng nghỉ tạm trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông có thể phục vụ người tham gia giao thông ngay trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 này. Có khoảng 10 trạm dừng nghỉ tạm vừa được xây dựng để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, trong khi chờ các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông hoàn thiện công tác đầu tư và đưa vào khai thác. Từ Hà Nội đến Vinh có chiều dài 280 km đã có 5 trạm dừng nghỉ. Từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh có chiều dài 400 km đã có 5 trạm dừng nghỉ nút giao hướng dẫn. Đối với đoạn tuyến Cam Lộ La Sơn nối Quảng Trị với Thừa Thiên Huế có chiều dài khoảng 98 km. Hiện nay đã bố trí trạm dừng nghỉ tại km 64+200 trái tuyến, diện tích 3.600 m2 và km 77+800 phải tuyến, diện tích 4.200 m2. đảm bảo dừng nghỉ cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay, người dân trên cả nước được nghỉ liên tục 5 ngày, lại đúng vào thời điểm bắt đầu cho mùa du lịch hè 2024. Chính vì thế, đây là một trong những đợt cao điểm nhất trong năm về tình hình đi lại di chuyển giữa các tỉnh thành trên cả nước. Cho đến thời điểm hiện tại, các công tác chuẩn bị phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp này đã được các loại hình vận tải hành khách lên kế hoạch cụ thể. Tại các bến xe lớn trên địa bàn Hà Nội như Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm đều nhận định trong đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 lần này, lượng khách sẽ tăng mạnh khoảng 22.000 lượt mỗi ngày, mức tăng tương đương khoảng 300% đến 350% so với ngày thường. Các bến xe đã chủ động lên phương án dự phòng, phương tiện, người lái, các dịch vụ hỗ trợ để giúp người dân di chuyển dễ dàng nhất trong đợt cao điểm này. Số lượng xe tăng cường trong đợt này lên đến 715 xe. Tôi cũng đã họp với các doanh nghiệp có xe phục vụ tại bến xe Giáp Bát và các doanh nghiệp cũng đã ký cam kết là tuyệt đối không nhồi nhét khách trong cái dịp lễ 30 tháng 4 cũng như không thu quá giá vé quy định, và các doanh nghiệp cũng đã chuẩn bị một lượng xe để phục vụ nhân dân và khách đi lại trong dịp này. Bến cũng đã chuẩn bị rất là kỹ. Về bến thì đã chuẩn bị họp với các bộ phận về đảm bảo cái quân số và sẽ tăng cường 100%. Những ngày mà cao điểm, ví dụ rơi những ngày mà 26, 27 và 28 để xác định những ngày cao điểm. Chúng tôi cũng đã làm việc với các nhà trải xe là chuẩn bị xe một cách tốt nhất để bảo dưỡng, bảo hành để mà sẵn sàng đáp ứng cái giải tỏa bà con nếu như là có phát sinh xe mà khách đông. Cho đến thời điểm hiện tại, các bến xe đã ký cam kết với tất cả các doanh nghiệp vận tải trong bến về phương án phục vụ người dân trong đợt cao điểm này. Trong đó, nhấn mạnh đến yếu tố đảm bảo chất lượng dịch vụ. Theo ghi nhận, các doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến cố định tại các bến này cũng khẳng định sẽ không tăng giá vé trong đợt cao điểm này. Nếu mà có khách, chúng tôi sẽ tăng cường 1-2 chuyến. Ngoài chuyến mà sẽ cam kết là không tăng giá vé, không nhồi nhét khách. Chúng tôi là chạy xe đường dài, nên là về cái giá vé thì chúng tôi sẽ không tăng, vẫn là giá đấy. Còn về phục vụ cho cái dịp lễ Tết này thì xe tăng cường, xe chúng tôi vẫn chuẩn bị. Khi nào là có khách đông là chúng tôi có thể có phương tiện để vận chuyển hành khách đi về trong dịp lễ này. Giá vé máy bay các chặng bay nội địa tăng cao trong thời gian gần đây khiến nhiều người dân đã không còn chọn hàng không là loại hình ưu tiên di chuyển trong đợt nghỉ lễ lần này. Cùng với đó là tình trạng tắc đường và tai nạn giao thông đường bộ cũng có xu hướng tăng cao vào các dịp lễ lớn, khiến nhiều người dân chọn tàu hỏa làm phương tiện di chuyển an toàn. Trong đó, xu hướng năm nay của người dân là đi sớm với các điểm đến là các tỉnh thành có các chương trình văn hóa nghệ thuật khai mạc cho mùa du lịch hè năm nay. Dự kiến là khoảng đưa ra 100.000 chỗ để phục vụ cho người dân đi trong cái kỳ nghỉ lễ này. Và cái khu đoạn mà được tập trung đông khách nhất đó là Hà Nội Vinh, Hà Nội Quảng Bình, Hà Nội Huế Đà Nẵng và tàu Hà Nội Hải Phòng, Hà Nội Lào Cai. Trong cái trường hợp mà khách khu đoạn vẫn còn đông thì có thể công ty cũng sẽ cố gắng để đưa ra được những cái toa xe mà đang chỉnh bị để nối thêm vào các đoàn tàu để phục vụ cho hành khách đi trong cái dịp này. Nhìn chung, hoạt động vận tải hành khách trong đợt cao điểm nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 năm nay có xu hướng tăng so với mọi năm. Vì thế, việc kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy cũng được các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ. Trong đó tập trung vào xử lý các sai phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải khách để giúp người dân đi lại thuận lợi, an toàn trong đợt nghỉ lễ lần này. Theo dự báo quý 2 năm 2024 của Metric, một nền tảng số liệu về thương mại điện tử, tổng doanh số trên 5 sàn thương mại điện tử bán lẻ trực tuyến lớn nhất Việt Nam sẽ đạt mức 84,87 nghìn tỷ đồng với 882,12 triệu đơn vị sản phẩm được bán ra. Đây là mục tiêu hoàn toàn có thể đạt được khi thị trường đã có bước khởi đầu hết sức tích cực. Mùa cao điểm kinh doanh của thị trường sẽ trên đà tăng tốc từ quý 2 này với tốc độ tăng 19,2% so với quý 1, tương đương tăng khoảng 78% so với quý 2 năm ngoái. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần có kế hoạch sản xuất, nhập hàng phù hợp ngay từ đầu năm để tránh rơi vào tình trạng không đủ hàng hóa cung cấp cho thị trường, từ đó giảm doanh thu và thị phần. Nhìn chung, việc cắt giảm quy định kinh doanh trong năm qua chưa thật sự có nhiều đột phá. Nhiều thủ tục kinh doanh vẫn còn làm khó, thậm chí nguy cơ một số rào cản kinh doanh quay trở lại làm khó doanh nghiệp. Đây là một trong những nội dung có trong báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2023 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố ngày 25 tháng 4. Có một số dòng chảy đáng lưu ý như hoạt động cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa chi phí cho doanh nghiệp được thúc đẩy mạnh mẽ, đã có nhiều nỗ lực để tháo gỡ các vướng mắc cho doanh nghiệp. Nhiều ý kiến đóng góp mạnh mẽ, kiên trì từ phía doanh nghiệp đã tác động đến cơ quan soạn thảo chính sách, dù vậy vẫn còn một số chính sách chưa phù hợp. Khi mở rộng phạm vi về ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì rõ ràng là tác động trực tiếp tới cái điều kiện kinh doanh, bởi vì đã có ngành nghề kinh doanh có điều kiện là sẽ có kèm theo điều kiện kinh doanh. Và đấy là một cái bất cập rất là lớn khi mà chúng ta đang cố gắng tạo ra một cái môi trường thông thoáng an toàn thì dường như là cái sự siết chặt về quản lý, tạo thêm những cái chi phí tuân thủ lớn thì vẫn đang là một trong gánh nặng rất lớn. Có một nghịch lý nữa là khi soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật mới, sửa đổi, bổ sung văn bản hiện hành, lại xuất hiện thêm các quy định bất hợp lý gây vướng cho doanh nghiệp. Do đó, bên cạnh việc cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về kinh doanh, cần kiểm soát các quy định sắp ban hành để đảm bảo các quy định mới thực sự tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh, tránh phải rà soát, sửa đổi sau này. Thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện các cơ sở thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn đã có đầy đủ các loại vaccine tiêm chủng. Phụ huynh có trẻ nhỏ trong độ tuổi tiêm chủng cần đưa trẻ đi tiêm đầy đủ và đúng lịch để bảo vệ trẻ không mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận 13.000 liều vaccine 5 trong 1 từ chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Ngay sau đó, vaccine đã được phân bổ về 22 trung tâm y tế quận, huyện và thành phố Thủ Đức để triển khai tiêm chủng cho trẻ em. Như vậy, đến thời điểm này, thành phố đã có đầy đủ các loại vaccine tiêm cho trẻ em thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng. Tại hội thảo đảm bảo an toàn cho thực phẩm trong quản lý thực phẩm chức năng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh diễn ra ngày 25 tháng 4, Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho biết xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát có trọng tâm, trọng điểm, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và giám sát mối nguy về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 177 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng, trong đó 28 cơ sở sản xuất và 149 cơ sở kinh doanh. Trong giai đoạn từ 2018-2023, thành phố đã kiểm tra 851 lượt cơ sở kinh doanh sản xuất thực phẩm chức năng, xử phạt 53 cơ sở, tổng số tiền 1,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, công tác quản lý, giám sát kinh doanh sản xuất thực phẩm chức năng hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, bởi đa số các cơ sở kinh doanh là văn phòng đại diện, thậm chí không có hoạt động, khó xác định chủ thể hành vi vi phạm với hành vi quảng cáo sai sự thật. Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát có trọng tâm, trọng điểm, đẩy mạnh thanh tra kiểm tra, hậu kiểm tra và giám sát mối nguy về an toàn thực phẩm. Thanh tra kiểm tra đột xuất khi phát hiện hành vi vi phạm, tăng cường rà soát nội dung quảng cáo trên các trang thông tin, tổ chức hậu kiểm hồ sơ tự công bố. Đồng thời kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước cần sớm hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, quảng cáo, xử lý vi phạm hành chính để tạo thuận lợi trong công tác quản lý thực phẩm chức năng. Tính đến ngày 25 tháng 4, ít nhất đã có 60 địa phương công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 với 3 môn toán, văn, tiếng Anh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lịch thi lớp 10 công lập vào ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 6. Thí sinh có nguyện vọng vào lớp 10 chuyên hoặc chương trình tích hợp sẽ thi thêm môn tương ứng. Tại Hà Nội, kỳ thi diễn ra từ mùng 8 đến 12 tháng 6, trong đó thí sinh thi trường không chuyên vào ngày mùng 8 đến mùng 9 tháng 6. Các ngày sau dành cho những em đăng ký thêm hệ chuyên. Trong 58 tỉnh thành còn lại thì Bạc Liêu là địa phương tổ chức thi sớm nhất vào ngày 23, 24 tháng 5 cho cả trường chuyên và không chuyên. Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nam tổ chức thi trong tháng 5 cho hệ chuyên, hệ thường và tháng 6. Về môn thi, không tỉnh thành phố nào tổ chức quá 3 môn toán, văn, tiếng Anh. Năm học 2024-2025 là năm thứ 3 học sinh lớp 10 học chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ngoài các môn học bắt buộc, các em được tự chọn một tổ hợp môn do nhà trường xây dựng. Để tránh việc học sinh lúng túng khi lựa chọn tổ hợp, việc định hướng ngay từ cấp trung học cơ sở là rất quan trọng. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được thiết kế theo định hướng nghề nghiệp thông qua việc lựa chọn các tổ hợp môn học. Với học sinh lớp 10, ngoài 8 môn học bắt buộc là toán, ngoại ngữ, ngữ văn, lịch sử và các chương trình giáo dục quốc phòng, giáo dục địa phương, giáo dục thể chất, hoạt động trải nghiệm, học sinh sẽ được chọn 4 môn trong số 9 môn học còn lại gồm địa lý, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, công nghệ, giáo dục kinh tế pháp luật, mỹ thuật, âm nhạc. Các tổ hợp môn được xây dựng dựa trên tình hình thực tế của nhà trường cũng như nguồn nhân lực giảng dạy. Tại các trường trung học cơ sở, học sinh cuối cấp dù đã được làm quen với việc lựa chọn tổ hợp môn học khi vào lớp 10 nhưng vẫn thấy bỡ ngỡ. Cá nhân con thấy là việc chọn tổ hợp với các học sinh lớp 9 bây giờ vẫn còn khá là khó khăn, tại vì nhiều bạn học sinh vẫn chưa có cái định hướng rõ ràng cho tương lai, nên là cái việc chọn tổ hợp vẫn còn gây hoang mang không ít cho các bạn nhé, vì nếu mà chọn sai thì không biết sửa như nào. Theo nhiều chuyên gia, để chọn được môn tổ hợp phù hợp khi bước vào lớp 10 cần xuất phát từ năng lực, sở trường của bản thân, định hướng nghề nghiệp sau 3 năm học ở cấp trung học phổ thông. Trong khoảng thời gian học cấp trung học cơ sở, học sinh có tư duy tốt về lĩnh vực khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội đều đã được thể hiện rõ. Do đó, cần định hướng các môn tổ hợp ngay từ cuối cấp trung học cơ sở. Các trường hiện nay đang gặp khó khăn vì ở cấp 2 các em chưa được chuẩn bị. Tôi đề nghị bây giờ phải chỉ đạo cho ngay từ lớp 9 các em phải làm quen cái việc đánh giá về năng lực sở trường của mình và mình đi theo những nghề nghiệp nào. Các em phải có lời giải để từ đó các em đi đến lựa chọn các tổ hợp bộ môn. Từ lớp 9 thì vào cấp 3 các em mới lựa chọn đúng được. Có cái tâm lý sợ hãi khi lựa chọn ở bậc học cấp 3, nhưng mà chúng tôi năm vừa rồi họp với phụ huynh, với cha mẹ học sinh thì chúng tôi cũng có phân tích rất là rõ ràng và các em đã tự tin hơn, bởi vì thực ra em nào cũng có quyền thay đổi nguyện vọng, nếu các em học không tốt thì được thay đổi một lần. Tuy nhiên, thực tế là dù được thay đổi lại tổ hợp nếu không phù hợp, nhưng việc đổi môn chỉ được thực hiện ở cuối năm học và học sinh sẽ phải tự học bù kiến thức của môn học mới ở các lớp trước nên khá khó khăn. Bên cạnh đó, do tổ hợp môn được xây dựng dựa trên tình hình thực tế và nhân lực của trường, nên không phải học sinh thích môn nào là lựa chọn, mà phần lớn phải lựa chọn theo tổ hợp mà nhà trường đã định sẵn. Do đó, học sinh và phụ huynh cần tìm hiểu kỹ về các tổ hợp có sẵn tại trường trung học phổ thông mà mình mong muốn trước khi đăng ký thi vào. So với cả chương trình học cũ, thì phụ huynh ngoài việc chọn cho con một trường nằm trong khu vực tuyển sinh, thì phụ huynh cũng sẽ phải để tâm đến là trong nhà trường đấy cái tổ hợp của nhà trường có phù hợp với cả thiên hướng và mong muốn của gia đình hay không để có thể lựa chọn trường, đặc biệt là với khối trường ngoài công lập. Bởi vì khi các con bắt đầu học vào trung học phổ thông mà sau đó lại muốn đổi tổ hợp thì cũng sẽ gây ra trở ngại, vì có thể các con lại chưa có môn học đấy ở năm lớp 10. Thì sau đó để tiếp tục được chương trình lớp 11, 12 thì sẽ là rất khó khăn cho cả học sinh lẫn nhà trường trung học phổ thông. Đánh giá đúng về năng lực thiên về khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội, đồng thời tìm hiểu kỹ các tổ hợp môn ở trường trung học phổ thông mà mình mong muốn vào là những yếu tố then chốt giúp học sinh phát huy được sở trường của bản thân và đáp ứng triển vọng nghề nghiệp trong tương lai. Tiếp tục chương trình là một số thông tin đang được dư luận quan tâm. Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc Trung Lương, Mỹ Thuận, Tiền Giang xảy ra vào sáng nay 26 tháng 4 đã gây ùn ứ giao thông nghiêm trọng. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Nguyên nhân do một ô tô tải bị nổ lốp xe dừng lại đột ngột khiến hai ô tô tải chạy cùng chiều phía sau không tránh kịp đã tông liên hoàn vào nhau. Tại hiện trường, 3 phương tiện nằm chắn hết cả hai làn đường, nhiều hàng hóa trên xe tràn ra đường. Ô tô tải mang biển kiểm soát 50H25082 bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng, giao thông ùn ứ kéo dài khoảng 10 km. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh nguyên nhân gây tai nạn. Chiều ngày 25 tháng 4, thi thể 4 nạn nhân bị lật xà lan trên vùng biển cách đảo Lý Sơn khoảng 3 hải lý đã được tàu cứu hộ SR412 đưa vào cảng Dung Quất. Danh tính của 4 nạn nhân được xác định gồm Trần Minh Phúc, Quảng Ngãi, Võ Như Song, Tiền Giang và Đặng Văn Ước, Đặng Văn Nhung, Long An. Đáng chú ý là cả 4 nạn nhân đều không có tên trong danh sách làm việc trên tàu khi tàu kéo LA 06695 đăng ký xuất bến tại cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam. Hiện các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm thi thể các nạn nhân mất tích còn lại. Ngoài hiện trường, hiện có các tàu SR-412, SR-274, tàu Cảnh sát biển 6006, tàu Biên phòng 090501 tham gia các công tác tìm kiếm. 9 thợ lặn chuyên nghiệp cùng 12 ngư dân huyện Đảo Lý Sơn có kinh nghiệm lặn biển cũng được huy động để tìm kiếm các nạn nhân. Liên quan đến vụ việc một người đàn ông nghi ngáo đá tấn công nhiều phụ nữ đi đường tại Đồng Tháp, Công an Đồng Tháp cho biết đối tượng hiện đã bị bắt giữ. Theo đó, khoảng 10 giờ 12 phút ngày 25 tháng 4, Công an thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp nhận được thông tin từ Công an huyện Thanh Bình về việc phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi ngáo đá đang điều khiển xe máy trên quốc lộ 30 hướng từ huyện Thanh Bình hướng về thành phố Cao Lãnh. Trên đường di chuyển, đối tượng tấn công đạp đổ xe của 3 người phụ nữ khiến họ ngã xuống đường. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Cao Lãnh đã tổ chức chặn bắt. Khoảng 15 giờ 5 phút cùng ngày, đối tượng bị bắt giữ khi đang trốn tại khu vực đường Lý Thường Kiệt. Cơ quan chức năng xác định đối tượng là Nguyễn Hải Sơn, 39 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Đối tượng dương tính với ketamin. Hiện đối tượng Sơn đã được bàn giao cho Công an huyện Thanh Bình xử lý theo quy định của pháp luật. Trong phần tiếp theo của chương trình, Ấn Độ tổ chức đợt 2 cuộc tổng tuyển cử bầu Hạ viện hôm nay. Trung Quốc, Mỹ nhấn mạnh đối thoại để giải quyết bất đồng. Hôm nay, Ấn Độ tổ chức đợt 2 cuộc tổng tuyển cử bầu Hạ viện năm 2024. Cuộc bầu cử ngày hôm nay diễn ra tại các khu vực bầu cử thuộc 13 bang và vùng lãnh thổ liên bang trên khắp cả nước. Cuộc bỏ phiếu này sẽ quyết định 88 ghế tại Hạ viện khóa mới của Ấn Độ. Các điểm bỏ phiếu mở cửa vào lúc 7 giờ sáng theo giờ địa phương và kết thúc bỏ phiếu lúc 6 giờ tối. Đây sẽ là cuộc canh đua được trông đợi giữa các ứng cử viên của Đảng Nhân dân Ấn Độ cầm quyền và khối chính trị đối lập Liên minh Toàn diện Phát triển Quốc gia Ấn Độ do Đảng Quốc đại đứng đầu. Cuộc bầu cử Hạ viện Ấn Độ năm nay được coi là cuộc bầu cử lớn nhất thế giới, diễn ra theo 7 đợt, bắt đầu từ ngày 19 tháng 4. Người dân Ấn Độ sẽ chọn ra các nghị sĩ cho 543 ghế tại Hạ viện khóa mới. Theo thống kê, có 969 triệu cử tri Ấn Độ đủ tiêu chuẩn đi bỏ phiếu năm nay. Đợt 1 cuộc tổng tuyển cử đã quyết định 102 vị trí dân biểu tại 21 bang và vùng lãnh thổ liên bang. Theo Ủy ban bầu cử Ấn Độ, tỷ lệ cử tri đi bầu trong đợt 1 cuộc bầu cử là hơn 62%. Đợt 3 cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày 7 tháng 5 tới. Hôm nay 26 tháng 4, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang ở thăm Bắc Kinh, Trung Quốc. Trong đó, hai bên thảo luận về một loạt vấn đề phức tạp và nhạy cảm. Bộ trưởng Vương Nghị nhận định quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đang bắt đầu ổn định sau hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden ở San Francisco, Mỹ vào hồi tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, đồng thời các yếu tố tiêu cực trong mối quan hệ song phương vẫn xuất hiện và ngày càng gia tăng. Ông kêu gọi hai nước giải quyết những bất đồng cũng như những nguy cơ gây ảnh hưởng tới quan hệ song phương. Về phần mình, Ngoại trưởng Antony Blinken nêu bật tầm quan trọng của ngoại giao tích cực, đồng thời bày tỏ hy vọng hai bên sẽ đạt được một số tiến triển về các vấn đề mà Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhất trí. Ông nhấn mạnh, chính sách ngoại giao trực tiếp là không thể thay thế để đảm bảo hai bên có thể nắm được quan điểm của nhau đối với những vấn đề còn khác biệt, qua đó ít nhất giúp tránh hiểu nhầm cũng như những tính toán sai lầm. Đây là chuyến thăm thứ hai đến Trung Quốc mà Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thực hiện trong vòng một năm. Giới quan sát nhận định chuyến thăm của ông là nhằm mục đích tìm cách ổn định mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Hôm qua, Mỹ đã cùng 17 đồng minh và đối tác ra tuyên bố chung kêu gọi trao trả tự do cho các con tin đang bị bắt giữ ở dải Gaza. Tuyên bố chung kêu gọi phóng thích ngay lập tức toàn bộ con tin, bao gồm công dân của các nước này bị Hamas giam giữ ở Gaza trong vòng hơn 200 ngày qua. Tuyên bố chung nhấn mạnh số phận của các con tin và người dân ở Gaza vốn được luật pháp quốc tế bảo vệ là mối quan tâm của cộng đồng quốc tế. Các nước này nhấn mạnh việc phóng thích các con tin vốn đang được đàm phán sẽ mang lại một thỏa thuận ngừng bắn tức thời và kéo dài nhằm tạo điều kiện cho việc gia tăng viện trợ nhân đạo vào Gaza và chấm dứt các hành động thù địch. Tuyên bố chung nhấn mạnh sự ủng hộ đối với các nỗ lực đàm phán hiện nay, đồng thời kêu gọi Hamas thả các con tin, qua đó chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay và mang lại hòa bình ổn định cho khu vực. Phát biểu tại Diễn đàn Công nghiệp tổ chức tại Moscow hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nền kinh tế Nga tiếp tục tăng trưởng với tốc độ mạnh mẽ và nước này đang ứng phó thành công với các thách thức bên ngoài. Động lực mà nền kinh tế Nga đạt được là kết quả nỗ lực của các doanh nghiệp, công ty và toàn thể cộng đồng doanh nhân. Đây là kết quả nỗ lực của các bạn, những người làm việc không chỉ vì lợi nhuận của riêng mình, mà còn cùng nhau làm việc với đất nước để đạt được các mục tiêu phát triển quốc gia. Mối quan hệ hợp tác mang tính xây dựng, kinh nghiệm của chúng ta trong những điều kiện khó khăn, đặc biệt trong những năm gần đây, cho phép chúng ta đối phó thành công với những khó khăn bên ngoài. Trong dự báo mới được công bố gần đây, Bộ Kinh tế Nga đã cải thiện kỳ vọng tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này trong năm nay lên 2,8%, từ mức 2,3%, đồng thời dự đoán đồng rúp yếu hơn và thặng dư tài khoản vãng lai giảm trong những năm tới. Quỹ tiền tệ quốc tế trong triển vọng kinh tế toàn cầu cũng dự báo GDP của Nga tăng 3,2% trong năm nay, mức này cao hơn Mỹ, Anh, Đức và Pháp. Quỹ tiền tệ quốc tế nhận định xuất khẩu dầu ổn định và chi tiêu công duy trì ở mức cao đã kéo tăng trưởng Nga đi lên. Trong khi đó, tiêu dùng và đầu tư trong nước cũng sôi động. Chuyển sang một số thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới, hầu hết các khu vực trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt trên 39 độ. Sau đây là chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Và những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhịp sống hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Phía Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 23 tới 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 23 tới 39 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 tới 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 tới 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 tới 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 tới 37 độ, có nơi trên 38 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 tới 37 độ, có nơi trên 38 độ. Thủ đô Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 tới 36 độ.